Đây, cho mọi người xem nhà trong ngõ nhưng mà bụi, rất là bụi. Bụi nó bám lên trên những cái ô kính. Đó. Bụi rất là nhiều. Một hai tháng lau một lần nhưng mà cũng không tránh được à. Bây giờ thì lại phải lau tiếp. Chương trình là để đón Tết đây. Mình sẽ lấy cái chổi lông mình quét vào những cái phào, những cái ô kính nhỏ đó. Quét vào đấy xong rồi mình lấy khăn ướt rồi mình lau cho nó sạch.
trần nhà từng ngày làm nhà đến giờ chưa sơn lại, nó mốc kinh khủng luôn. Thế là thành quả sau khi mình đã ăn một lớp chất tẩy mốc, dung dịch tẩy mốc mà nó cũng không ăn thua gì, có những cái vết mốc mà ăn hai ba lần ăn đi ăn lại mà nó cũng không nó cũng chưa thể thể bay đi được hết. Mình sẽ để đến hôm sau mình cho nó khô đi, mình lại nan tiếp một lần nữa, bay tương đối nhưng mà những cái vết mốc nó lâu ngày quá vẫn còn rất là đậm. Bây giờ nó bay đi trông lại càng ghê vì nó loang lổ ở chỗ đậm chỗ nhạt. Thôi, hẹn các bạn vào video hôm sau.